Tất cả chư Phật đều có thể niệm niệm quán tâm hạnh của tất cả chúng sinh, dùng ba thứ tự tại để giáo hóa điều phục vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều có thể dùng một thân, trụ ở chỗ Phật vô lượng không thể nghĩ bàn, và ở tất cả mọi nơi lợi ích chúng sinh vô chướng ngại trụ. Tất cả chư Phật đều có thể khai thị vô lượng chánh pháp của chư Phật nói vô chướng ngại trụ, đó là mười. Phật tử chư Phật Thế tôn có mười thứ trang nghiêm tối thắng vô thượng. Những gì là mười? Đó là tất cả chư Phật thải đều đầy đủ các tướng vẻ đẹp. Đó là thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ nhất của chư Phật. Tất cả chư Phật thải đều đầy đủ sáu mươi thứ âm thanh. Mỗi âm thanh có năm trăm phần, mỗi phần đều có vô lượng trăm ngàn âm thanh tịnh. Dùng để trang nghiêm tốt đẹp có thể ở trong tất cả pháp giới chúng sinh không có sợ hãi đại sư tử hống diễn nói pháp nghĩa thâm sâu của như lai chúng sinh nghe được đều hoan hỉ tùy theo căn tánh ham muốn của họ đều được điều phục đó là lời nói trang nghiêm tối thắng vô tượng thứ hai của chư phật tất cả chư phật đều đủ mười lực các đại tam muội mười tám pháp bất cộng trang nghiêm ý nghiệp cảnh giới sở hành thông đạt vô ngại tất cả phật pháp đều đắc được không dư thừa dùng pháp giới mà làm trang nghiêm tâm sở hành của pháp giới chúng sinh quá khứ vị lai hiện tại thảy đều khác nhau ở trong một niệm đều thấy rõ được đó là ý trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ ba của chư phật Tất cả chư Phật thải đều phóng vô số quang minh, mỗi quang minh có bất khả thuyết lưới quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu khắp cõi nước của tất cả chư Phật, diệt trừ tất cả đen tối của thế gian, thị hiện vô lượng chư Phật xuất hiện ra đời, thân đó bình đẳng, thải đều thanh tịnh, làm các Phật sự đều không luống mất hay khiến cho chúng sinh trí không thối chuyển đó là quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tư của chư phật tất cả chư phật khi hiện mỉm cười đều ở trong miệng phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh. Mỗi quang minh đều có vô lượng đủ thứ màu sắc không nghĩ bàn chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Ở trong đại chúng phát ra tiếng thành Phật, thọ ký a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cho vô lượng vô số bất tư nghỉ chúng sinh. Đó là hiện mỉm cười trang nghiêm tối thắng vô thượng lìa nghi hoặc thế gian thứ năm của chư Phật. Tất cả chư Phật đều có pháp thân thanh tịnh vô ngại, đối với tất cả pháp rốt giáo thông đạt, trụ nơi pháp giới không có bờ mé, tuy ở thế gian mà chẳng tạp với đời, thấu rõ thật tánh của thế gian, tu hành pháp xuất thế, đường lời nói đã bật, vượt qua uẩn giới xứ. Đó là pháp thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ sáu của chư Phật.